Alo, xin chào anh em. Tiếp tục đến clip của mình. Thì nay là cái clip đầu tiên của năm 2018, tức là hôm nay là mùng 1 Tết các bạn ạ. Thì mình cũng quay video cho anh em xem. Thì nay mình quay video về cái đội bao tay Hào Hiệp ở bên server GMC. Tức là Võ Lâm 2 GMC, đây là server Bạch Hổ các bạn nhá. Server Bạch Hổ. Thì nay mượn được cái app của bạn này, bạn ăn chơi bạn hôm nay có X3 đồ xu. Tức là nếu các bạn nạp 10k thì các bạn có 9k xu vào. Nếu mà bạn này bạn nạp 500k thì này bạn nạp 500k được 450k xu thì bạn này bạn mua hết cái đồ xong bạn tích lũy đổi tức là bạn gửi hết vào đây rồi. Thì ở đây có điểm tích lũy, đây mình kiểm tra số điểm tích lũy này. Có 9.000 điểm tích lũy. Thì nộp vật phẩm đây, đây là các bạn muốn có điểm tích lũy thì các bạn nộp vật phẩm vào đây. Ví dụ là các bạn muốn nộp thử cứu thêm một cuộc đời, ví dụ cái này à 20 thì các bạn đấy thì các bạn nộp vào đây thì sẽ có điểm tích lũy. Cái thứ hai là nộp phần thưởng tích lũy, đây thì phần thưởng này thì thiên hạ vô song kim xà lam. Thế như cái này là các bạn đột đổi lấy thiên hạ vô song thì được luôn cả kim xà lam. Bên GMC là 500.000 điểm, mình cũng chưa tính là 500.000 điểm là tương đương bao triệu, hình như là 8 triệu hay 9 triệu gì đấy. Thì 8 triệu 9 triệu gì đấy thì bên này. Còn hôm nay thì mình đổi lấy cái bao tay Hào Hiệp các bạn nha, xem off thế nào. Nếu mà off dở quá thì chắc phải lên bao tay Hào Hiệp vô hạ, thì còn nếu mà off ngon ngon thì sử dụng luôn. Đấy thì mình lần này mình thử vận may xem mà đổi được ngon không. Ok thì mình click vào luôn, tích lũy đổi thưởng các bạn nha. Đổi phần thưởng tích lũy này, phần thưởng trang bị Hào Hiệp. Nếu mà đây là trang sức tức là ngọc Hào Hiệp thì là 6.000 một cái, thì còn vũ khí Hào Hiệp thì bạn này bạn muốn mình đổi cho cái vũ khí thì mình cũng đổi luôn, không biết nó ra cái ốc gì thì mình cũng nhấn luôn cho xong. Không biết là ốc như thao đây, nhìn dung ạ. Công kích nội công thiếu mất một cái dòng là giảm nội phòng đối phương, không thì op này cũng bao tay này rất là ngon, nhưng mà cũng chưa mắc đâu. Chắc có khi là bao tay này phải lên Hào Hiệp vô hạ rồi. Đây thì cho bạn này bạn xem, đây là bạn thì cái chạy cái này chắc là bạn phải lên mình thấy bạn bảo thì ngon, còn mình thì không biết bởi vì mình không dám chơi Thiên Long Quyền lắm cho nên mình cũng không rõ. Nhưng mà cái này thì có bạo kích này, anh em nhìn xem có bạo kích. Nói chung là thiếu Lâm Quyền mà đi hướng bạo kích là ok rồi, chuẩn rồi. Đây thì bạn này bạn đầu tư lên một cặp ngọc hiệu quả hướng dược rất là ngon này, khảo mà đục lỗ ba lỗ rồi này. Anh em nhìn đây có nón Hoàng Việt không ạ? Thì hôm trước là mình cũng đã làm clip đập nón cho anh em xem. Đấy, đồ kim xà này thì cũng rất là ok, đam đang là 6k7 rất là cao. Bạn nhìn vũ cụ này 152, bạn này bắn tiền cấp rất là nhiều lần. Thì hôm nay mình cũng nói thông báo anh em thôi, bên này đang có là đây anh này anh hai món hơn à đâu một món. Thì mình cũng thông báo anh em là bên này nó đang tính vô cực luôn. Ồ, cái phun bạo kích nhìn ngon quá. Đây thì dòng bên này có điểm bạo kích 20, bên này mắc là 30. Nhưng mà thiếu mất cái dòng giảm nội phòng đối phương, không thì rất là ok, đá rất là ngon. Đấy, bạn này bạn tiến cấp cũng rất là ok này. Đấy, có cái dòng này mắc này, các bạn nhìn thấy cái dòng tiến cấp mắc luôn này. Vô sát thương tăng 10% luôn. Tức là đây là vô ảnh cướp này. Đây này thì còn 2.000. Đấy thì clip hôm nay mình chủ yếu test lấy bao đổi bao tay Hào Hiệp. Còn hình như là muốn lên thì các bạn phải có cả thiên môn kim lệnh rồi các thứ linh ngọc rồi đổi thì mới lên được bao tay Hào Hiệp vô hạ. Cái này thì hình như ra tương dương thì mình không rõ lắm. Ok thì clip của mình đến đây thì thôi. Thì, đầu năm làm cái clip cho anh em xem giải trí. Chỉ là anh em giải trí thôi. Anh em xem ủng hộ mình với thì
Rất cảm ơn các bạn. Trong thời gian sắp tới thì sẽ làm video về GMC nhiều hơn, bởi vì bên này thực sự là bên này rất là vui, bên này nó đồ đạc nó tức là nó không tranh nhau quá như là Vina Game, tức là các bạn hình dung là ai có tiền thì tất nhiên là lên đồ ngon rồi, nhưng mà bên này nó có, tức là bên này xu nó rất là rẻ, cho nên anh em tạo những cái ác 79 hoặc 59 hoặc là chuyển sinh 6 năm chuyển sinh 5 thôi, cứ phun đồ thôi, đi đánh nhau thôi, rất là vui, đồng vui. Còn viết hoàn thì lại mình nghĩ thì lại quá lại chán, vì viết hoàn thì cũng không có gì, lại đánh thì cũng chả ai dám đánh cùng. Thế anh em nào có thể muốn sang đây có thể test 5979 rất là rẻ thôi, làm đợi x3 rồi tối nay này. Tối nay thì hiện tại x3 là từ 18 giờ tức là 6 giờ chiều đến hình như 20 giờ các bạn ạ. X3 tức là x3 của xu đấy, mình vừa nói bây giờ đang là 6 giờ 20, thì anh em nào có thể sang đây bên này test cũng được, nói chung là test bên này cũng vui. Ok thì hẹn anh em clip khác nhá, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Rất cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc anh em một năm mới vui vẻ, nhiều niềm vui và gia đình an khang thịnh vượng.